bác hay cắm iPhone nhá, nghe tiếng bát của dòng loa màu ép của anh cực kỳ gấu, uy lực quá nhá, ép to già rất là bật và tươi, lời rõ. Tôi làm màu ép có model là KD12320, nhà anh đã dùng một con đẩy liền vang liền bích rất hay. Đây là 12 30 một con đẩy liền vang số liền bích.
tiếng cực hay bạn nhé, tiếng nhạc rất hay, vĩnh rất là tuyệt vời. Một cả khúc. Nếu có lần em có cửa ghé hàng gác vắng buồn hiu khung cảnh âm thao, em ơi người xưa đã ra đi không gặp em nữa phân ly, không cho sầu thương đổ bờ mi, nên lại làm gì sẽ khổ lắm em. Đêm lá mùa thu vương tổ bên em, khi xuân hạ nhiều đôi phiêu linh, đôi bờ đôi cá phân tranh, nghĩ chi nhiều đến chuyện chung 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 mê. Đêm lay ngoài xa mịt mà làm đây ôm chiếc ba lô, thấy đời vẫn cái niềm vui là kiếm niềm sống tung hoài, là chiến đấu cho mình và mong mỗi tình đẹp sẽ. Nếu biết rằng tôi đã bỏ cô khoác áo đời trai mình đưa lên đường, tôi tin rằng người ấy thêm thương vui lòng cho kẻ vọng xưa dân thân ngoài xúc đạn xa kia. Với một cặp loa màu em 320 công lực của nó lên tới 1200W, bác cao hồ hát và nghe nhạc sàn. Dòng loa có thể nghe nhạc Bolero, Zimbic, nhạc sàn và hát ok hết sức tuyệt vời. Dòng loa bay bay trong và huy động. Nguyên lại làm chi sẽ khổ lòng em. Đêm lá mùa thu vương tổ bên em, khi xuân hạ nhiều lỗi điêu linh, đôi bờ đôi cá phân tranh, nghĩ chi nhiều đến chuyện chung chung mê. Đêm lay ngoài xa mịt mà làm đây ôm chiếc ba lô, thấy đầy cả ý thơ niềm vui là kiếp sống tung hoài, là chiến đấu cho mình và mong mỗi tình đẹp sẽ. Nếu biết rằng tôi đã bỏ phố khoác áo đời trai mình đưa lên đường, tôi tin rằng người ấy thêm thương vui nào cho kẻ phong xưa dân thân quay xuân đã xa chưa. Tôi tin rằng người ấy thêm thương vui nào cho kẻ phong xưa thân ngoài súng đạn xa kia. Bác cho anh còn lại nhá, hết sức tuyệt vời. Đội với sự đầu tư cực kỳ hấp dẫn bác nhá, hơn chục triệu thôi. Đấy, các bác sĩ cũng ngay một bộ hát và nghe nhạc nó đẳng cấp này. Đầu tiên là một loa màu web nhé, đến từ Đức. Cái dòng này nó sử dụng là bass 30 từ 1976, một tép Sanson. Tiếng của anh rất lẩy và quay. Con này công suất nó cực kỳ khỏe bác nhá.
Đấy, bắt tép xem thân của nó thì ác rồi. Đây, model nó là model nó là KD12. Đáp tuyến đến 50 Hz nhé, 20 kWh. Đấy. Công suất 300W, 600W và 1200 8 ohm. Con này quá chất rồi. Tất cả hàng tròn chỉ không nhá. Này, con này anh em làm phòng hát được mà, chơi loa kiểm âm được mà, gia đình được. Có thể bao phòng em từ 20m² cho tới tầm khoảng 30-40m² thôi nhá. Ok. Đấy. Và em ghép một con đẩy liền vang liền mic này. Con này là đến hãng BS KM600. Nó xử lý về tiếng mic cực hay em nhá. Khả năng rít đối với loa này không có đâu nhá. Cái cả những dòng loa leo em thử ấy, rất là tốt luôn. Cái con này thì mic class D. Công suất là 600 một kênh thôi nhá. Và sử dụng một con vang số cao cấp. Đấy. Có 8 bốt nhớ và một bộ micro không dây liền liền luôn nhá. Rất dễ dùng và có thể kết nối được với tất cả các loại tín hiệu nhạc từ cổng quang, bò, tút, USB nhá, HDMI. Hay cả bộ này 18 triệu 500 nghìn đồng. Loa là 10 triệu tại cửa hàng luôn nhá. 10 triệu 500 bao ship. Mọi tin mua sắm các hệ em số thoại 0936 583 1040 cho dùng trong 3 ngày nhé, không hay rồi trả lại. Ok chưa? Đấy. Bao hay về tiếng mic, bao hay về tiếng nhạc. Đấy. Và đẩy vào hành 15 anh nhá. Anh có chào các bạn.